xin chào các em thầy xin tự giới thiệu thầy là thầy giáo vũ hải thầy là giáo viên trường trung cơ sở đoàn đào thầy là thành viên trong tổ điều vụ bộ môn toán sở giáo dục đào tạo hưng yên trong buổi học hôm nay thầy và các em cùng đi hệ thống lại một số nội dung kiến thức trọng tâm thuộc chủ đề một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông trước tiên để tìm hiểu nội dung này chúng ta cùng nhau ôn lại lý thuyết một lớn, nội dung kiến thức cần ghi nhớ. Các bạn quan sát trên hình. Ở đây thầy có tam giác ABC vuông tại A. Đường cao là AH. Thầy đặt độ dài cạnh AB là c nhỏ. Độ dài cạnh AC là b nhỏ. Độ dài cạnh BC là a nhỏ. Hình chiếu của AB trên cạnh huyền là BH, thầy đặt là c'. Phải hình chiếu của AC trên cạnh huyền là CH, thầy đặt là B'. Đường cao AH thầy đặt là H'. Nhỏ. Lúc này chúng ta có các hệ thức. Hệ thức thứ nhất B bình phương bằng A nhân B'. C bình phương bằng A nhân C'. Hệ thức 1 là hệ thức liên hệ giữa cạnh góc vuông và hình chiếu của cạnh góc vuông trên cạnh huyền. Hệ thức thứ hai chúng ta có H bình phương bằng B phẩy nhân C phẩy. Đây là hệ thức liên quan giữa đường cao ứng với cạnh huyền và hai hình chiếu của hai cạnh góc vuông trên cạnh huyền. Hệ thức thứ ba chúng ta có B nhân C bằng A nhân H. hệ thức thứ tư 1 trên H bình bằng 1 trên B bình cộng 1 trên C bình. Hệ thức thứ tư là hệ thức liên hệ giữa độ dài hai cạnh góc vuông và độ dài đường cao ứng với cạnh huyền. Ngoài bốn hệ thức này ra, chúng ta thấy rằng trong làm toán có một định lý mà chúng ta thường xuyên sử dụng ở lớp 7, đó chính là định lý Pythagore. Ở đây chúng ta có A bình phương bằng b bình cộng c bình. Bây giờ thầy và các em sẽ vận dụng các hệ thức này Và làm các bài tập có liên quan. Chúng ta sang phần hai lớn bài tập. Bài 1. Các em quan sát đề bài. Cho tam giác ABC vuông tại A. Đường cao AH. Biết AB bằng 3 cm. AC bằng 4 cm. Tính độ dài các đoạn thẳng BH, HC và AH. Chúng ta có hình vẽ tam giác ABC vuông tại A có AB bằng 3, AC bằng 4. Đề bài yêu cầu chúng ta tính độ dài các đoạn BH, HC và AH. Chúng ta cùng nhau phân tích. Theo hướng thứ nhất, ở đây các bạn thấy nếu thầy tính đoạn BH trước các bạn thấy rằng để tính BH nếu thầy sử dụng định lý Pythagore thì ở đây đoạn BH chỉ có thể ghép vào tam giác vuông AHB. Trong tam giác vuông AHB chúng ta mới chỉ biết độ dài cạnh ab nên chưa thể sử dụng định lý pythagore để tính bh được các em lại quan sát thấy ở đây bh chính là hình chiếu của cạnh ab trên cạnh huyền bc vậy chúng ta có những hệ thức nào liên quan tới hình chiếu nhỉ à chúng ta có hệ thức thứ nhất đó là ab bình bằng bh nhân bc Hệ thức thứ hai là AH bình bằng HB nhân HC. Vậy chúng ta lựa chọn hệ thức nào? À các bạn quan sát thấy đề bài cho AB. Vậy chúng ta lên nghĩ tới ý tưởng chọn hệ thức AB bình bằng BH nhân BC để tính BH. Trong hệ thức AB bình bằng BH nhân BC, AB đã biết. Do vậy để tính BH chúng ta chỉ cần đi tính BC. Các em quan sát vào hình vẽ chúng ta thấy rằng chúng ta hoàn toàn dễ dàng tính được BC bằng cách sử dụng định lý Pythagore đối với tam giác vuông ABC. Tiếp theo chúng ta đi tính HC. Hoàn toàn tương tự như BH, chúng ta cũng có thể tính HC bằng công thức AC bình bằng CH nhân CB. Nhưng có lẽ cách nào đó hơi dài đúng không ạ? Ở đây chúng ta tính HC theo cách khác là bằng BC trừ BH có vẻ đơn giản hơn. Nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta là tính đoạn AH. Đến đây chắc là rất dễ dàng rồi phải không em? Để tính AH chúng ta có rất nhiều cách. Cách thứ nhất chúng ta có thể sử dụng định lý Pythagore bằng cách ghép vào các tam giác vuông AHB hoặc các tam giác vuông AHC. Hoặc các bạn cũng có thể sử dụng hệ thức AH bình bằng HB nhân HC để tính AH. Bây giờ thầy và các em cùng đi phân tích theo hướng thứ hai. Trong hướng thứ hai này, nếu bây giờ thầy không đi tính BH trước mà thầy đi tính AH trước thì sao nhỉ? Các bạn thấy đề bài cho AB bằng 3 AC bằng 4 Mà ta lại nghĩ tới chuyện đi tính AH Vậy hệ thức nào có sự liên quan giữa AB, AC và AH à, Chúng ta có hệ thức đó là 1 trên AH bình bằng 1 trên AB bình cộng 1 trên AC bình Ở đây AB và AC đã biết chúng ta dễ dàng tính được AH. Sau khi tính được AH rồi, chúng ta sử dụng định lý Pythagore đối với tam giác AHB, chúng ta sẽ tính được BH. Và sử dụng định lý Pythagore đối với tam giác AHC, chúng ta tính được CH. À, bây giờ thầy và các em sẽ cùng trình bày bài giải theo một hướng. Ở đây thầy sẽ chọn theo hướng thứ nhất chúng ta có bài giải. Đầu tiên, theo định lý Pythagore, chúng ta có BC bình thì bằng AB bình cộng với AC bình. Thay số, các em tính được BC bình bằng 25. Từ đó, các em tìm được BC bằng 5 cm. Lúc này chúng ta xét tam giác ABC vuông tại A có AH là đường cao. Khi đó chúng ta có hệ thức AB bình bằng BC nhân BH. Chúng ta thay BC bằng 5, AB bằng 3, chúng ta được 3 bình phương bằng 5 nhân HB. Từ đó các em tìm được HB sẽ bằng 9 chia cho 5 bằng 1,8 cm. Tiếp theo chúng ta tìm HC. Ở đây các em thấy HC chính bằng BC trừ BH. Từ đó ta được HC sẽ bằng 5 trừ 1,8. Và ta được HC chính bằng 3,2 cm. Nhiệm vụ tiếp theo là chúng ta đi tính AH. để tính AH chúng ta có rất nhiều cách. Tuy nhiên ở đây thầy chọn cách sử dụng hệ thức đó là AH nhân BC bằng AB nhân AC. Thay số. Các em được AH nhân 5 bằng 3 nhân 4. Từ đó các em tìm được AH sẽ bằng 12 chia cho 5 và bằng 2,4. Như vậy các em thấy qua bài tập số 1 Thầy đã sử dụng hệ thức liên quan đến cạnh và đường cao trong tam giác vuông Để tính độ dài đoạn thẳng Liệu các hệ thức này còn có ứng dụng nào khác không gì các em nhỉ? Chúng ta cùng tìm hiểu thông qua bài tập số 2 Bài 2 Các em quan sát đề bài trên màn hình Cho tam giác ABC vuông tại A Đường cao AH Biết HB bằng 9cm HC bằng 16 cm. Câu A. Tính AB AC. Câu B. Gọi D E lần lượt là hình chiếu của H trên AB AC. Tính DE. Câu C. Chứng minh AD nhân AB bằng AE nhân AC. Các bạn quan sát hình vẽ. Ở đây chúng ta có tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết HB bằng 9 cm, HC bằng 16 cm. Câu A. Đề bài bắt tính AB tính AC. Ở đây các bạn thấy Đề bài bất tính độ dài cạnh góc vuông AB mà đề bài đã cho hình chiếu của AB trên cạnh huyền là BH bằng 9 cm. Chính vì vậy, chúng ta nên nghĩ tới hệ thức liên quan giữa cạnh góc vuông và hình chiếu của nó trên cạnh huyền. Đó chính là AB bình bằng BH nhân BC. Dựa vào hệ thức này, để tính AB mà BH biết rồi. Chúng ta chỉ cần đi tính BC phải không các em? Ở đây đề bài đã cho HB bằng 9, HC bằng 16. Vậy tính BC rất đơn giản. Chính bằng BH cộng HC. Chúng ta có bài giải câu A. Ở đây thầy có BC bằng BH cộng HC bằng 9 cộng 16 bằng 25 cm. Xét tam giác ABC vuông tại A có AH là đường cao. Suy ra AB bình bằng BH nhân BC. Các bạn thay số. Thay BH bằng 9. BC bằng 25. Các bạn tính được AB bình bằng 225. Từ đây các em suy ra được AB sẽ bằng căn của 225 bằng 15 cm. Các bạn lưu ý AB là độ dài đoạn thẳng cho nên ta lấy kết quả dương. Hoàn toàn tương tự, chúng ta có thể tính được AC bằng cách sử dụng hệ thức AC bình bằng CH nhân CB. thay số lúc này chúng ta được AC bình chính bằng 16 nhân 25 và bằng 400. Từ đây các bạn suy ra được AC sẽ bằng căn của 400 và bằng 20 cm. Như vậy ở câu A thầy đã sử dụng hệ thức liên hệ giữa cạnh góc vuông và hình chiếu của cạnh góc vuông trên cạnh huyền để đi tính độ dài đoạn thẳng. Tiếp theo thầy và các em cùng đi tìm hiểu câu B câu B gọi D và E lần lượt là hình chiếu của H trên AB và AC. Chúng ta có hình vẽ. Các quan sát. Ở đây đề bài bắt tính đoạn DE. Để tính độ dài đoạn thẳng DE, chúng ta có thể sử dụng định lý Pythagore bằng cách ghép vào tam giác vuông ADE vuông tại A. Nếu ta sử dụng định lý Pythagore để tính thì các bạn cần phải đi tính AD và tính AE. Thầy khẳng định trong bài này chúng ta hoàn toàn làm được theo cách này. Tuy nhiên có vẻ hơi dài hơn một dạ, hơi dài một chút. À chúng ta cùng khai thác giả thiết. Ở đây D là hình chiếu của H trên AB. Do vậy chúng ta có góc ADH bằng 90 độ tương tự chúng ta có góc AEH bằng 90 độ các bạn quan sát thấy tứ giác ADHE có góc A bằng góc D bằng góc E bằng 90 độ như vậy tứ giác ADHE là hình chữ nhật từ đó chúng ta suy ra được DE chính bằng AH Vậy để tính DE chúng ta chuyển về bài toán cần đi tính AH. Các em quan sát thấy để tính AH mà chúng ta đã biết HB và HC. Vậy công thức nào cho ta sự liên quan giữa AH, HB và HC nhỉ? À đúng rồi, công thức đó là AH bình bằng HB nhân HC. Dựa vào công thức đó chúng ta hoàn toàn tính được AH từ đó các em tính được DE. Chúng ta có bài giải của câu B. Tứ giác ADHE có góc A bằng góc D bằng góc E bằng 90 độ. Từ đây suy ra tứ giác ADHE là hình chữ nhật. Suy ra AH bằng DE. Lúc này chúng ta xét tam giác ABC vuông tại A có AH là đường cao. Từ đó chúng ta suy ra được hệ thức AH bình bằng HB nhân HC. Chúng ta thay HB bằng 9, HC bằng 16. Từ đó các em tính được AH bình bằng 144. Từ đó ta suy ra được AH bằng căn 144 bằng 12 cm. Mà AH lại bằng DE, cho nên chúng ta suy ra được DE cũng bằng 12 cm. Như vậy chúng ta đã làm xong câu B. Tiếp theo thầy và các em đi sang câu C. Câu C đề bài yêu cầu chứng minh hệ thức của các đoạn thẳng đó là AD nhân AB bằng AE nhân AC. Đây là một dạng toán mà chúng ta gặp rất nhiều trong các kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông. Và để chứng minh hệ thức của các đoạn thẳng bằng nhau, chúng ta có rất nhiều phương pháp giải. Trong buổi học hôm nay, thầy chia sẻ với các em một số góc nhìn. Hướng thứ nhất, để chứng minh AD nhân AB bằng AE nhân AC. Các bạn cùng quan tâm tới giả thiết. Ở đây, đề bài đã cho BH bằng 9 cm, HC 16 cm. Đây là dữ kiện chung cho cả ba câu. Câu A, câu B, câu C. Mà ở câu A, chúng ta đã tính được độ dài các đoạn AB và AC. Vậy để chứng minh AD nhân AB bằng AE nhân AC. Chúng ta chỉ cần đi tính AD AE. Sau đó, các em đi tính AD nhân AB và AE nhân AC. Theo hướng này chúng ta thấy rất dễ dàng chúng ta có thể giải được câu C đúng không các em? Ngoài hướng một ra, chúng ta cùng phân tích theo một hướng thứ hai. Để chứng minh AD nhân AB bằng AE nhân AC thì ở lớp 8 các bạn thường hay chọn cách đưa về chứng minh hai tỷ số bằng nhau. Ở đây chúng ta đưa về chứng minh AD trên AE bằng AC trên AB. Hoặc các em cũng có thể chứng minh tỷ số ad trên ac bằng ae trên ab trong bài này thầy chọn chứng minh tỷ số ad trên ae bằng ac trên ab để chứng minh hai tỷ số bằng nhau chúng ta có rất nhiều cách tuy nhiên ở đây thầy đưa ra phương pháp mà chúng ta hay sử dụng đó là chúng ta chuyển về chứng minh tam giác ade đồng dạng với tam giác ACB. Theo hướng thứ hai chúng ta thấy rằng chúng ta cần chứng minh tam giác ADE đồng dạng với tam giác ACB. Chúng ta quan sát tới hai tam giác vuông này đã có góc A chung. Thầy gợi ý là chúng ta chỉ cần đi chứng minh góc ADE bằng góc ACB. Việc làm này chắc là không khó khăn đối với các em à chúng ta cùng tìm hiểu thêm một hướng nữa. Hướng thứ ba. Để chứng minh AD nhân AB bằng AE nhân AC. Chúng ta có thể sử dụng tính chất bắc cầu để chứng minh tức là chúng ta đi chứng minh AD nhân AB và AE nhân AC cùng bằng một đại lượng thứ ba. Ở đây chúng ta quan sát thấy đề bài cho rất nhiều tam giác vuông và các đường cao. Vậy tích AD nhân AB có sử dụng được hệ thức liên hệ giữa cạnh và đường cao trong tam giác vuông không nhỉ? Các bạn quan sát thấy AD nhân AB chính bằng AH bình. AE nhân AC cũng bằng AH bình. À lúc đó chúng ta thấy AD nhân AB sẽ bằng AE nhân AC vì cùng bằng AH bình. Qua phân tích các em thấy rằng mỗi một bài toán có thể có rất nhiều cách giải khác nhau. Việc lựa chọn cách giải nào tùy thuộc vào mỗi bạn học sinh. Tuy nhiên thầy có một lời khuyên là chúng ta chọn cách nào đơn giản, ngắn gọn và điều đặc biệt là tránh được sai lầm nhiều nhất trong giải toán. Trong bài 2 này, thầy chọn cách trình bày theo hướng số 3. Các em quan sát. Đầu tiên, thầy xét tam giác AHB vuông tại H có HD là đường cao. Chúng ta suy ra được AH bình bằng AD nhân AB thầy gọi là một tiếp theo thầy xét tam giác ahc vuông tại h có he là đường cao từ đây thầy suy ra được ah bình bằng ae nhân ac thầy gọi là hai kem quan sát một và hai các bạn thấy ad nhân ab bằng ah bình AE nhân AC cũng bằng AH bình. Như vậy từ 1 và 2 chúng ta có AD nhân AB bằng AE nhân AC đều phải chứng minh. Qua bài tập số 1 và bài tập số 2, thầy đã khéo léo, linh hoạt sử dụng các hệ thức liên quan giữa cạnh và đường cao trong tam giác vuông vào việc tính độ dài đoạn thẳng, chứng minh các hệ thức đoạn thẳng bằng nhau. Chúng ta cùng tìm hiểu một ứng dụng tiếp theo của hệ thức vào giải toán. Thầy và các em cùng tìm hiểu thông qua bài tập số 3. Các em quan sát đề bài. Cho tam giác ABC nhọn có hai đường cao là BD và CE. Câu A chứng minh AD nhân AC bằng AE nhân AB. Câu B trên đường cao BD và CE, lần lượt lấy các điểm M và L sao cho góc AMC bằng góc ALB bằng 90 độ. Chứng minh AM bằng AL. Chúng ta cùng vẽ hình. Các em quan sát hình vẽ tam giác abc nhọn hai đường cao bd và ce chúng ta đi vào câu a ở đây muốn chứng minh ad nhân ac bằng ae nhân ab nếu chúng ta theo hướng số 1 của bài trước là chúng ta sẽ phải đi tính các đoạn AD, AC, AE, AB. Nhưng em thấy đề bài chưa cho độ dài đoạn thẳng nào cả. Vậy hướng đó không hợp lý trong bài này. Ở đây thầy đưa ra ý tưởng để chứng minh AD nhân AC bằng AE nhân AB, thầy chuyển về chứng minh tỉ số AD trên AB bằng AE trên AC. Tiếp theo, thầy chuyển về việc đi chứng minh tam giác ADB đồng dạng với tam giác AEC. Các bạn quan sát thấy tam giác ADB vuông tại D và tam giác AEC vuông tại E lại có hốc A chung. Như vậy, tam giác ADB và tam giác AEC dễ dàng chứng minh được đồng dạng theo trường hợp góc góc. Ngoài ra thầy cũng gợi ý thêm cho các em để chứng minh tỷ số AD trên AB bằng AE trên AC theo một cách khác như sau xét tam giác ADB vuông tại D xét góc A các bạn thấy AD chính là cạnh kề AB chính là cạnh huyền. Như vậy tỉ số AD trên AB chính bằng cốt góc A. Tương tự như vậy thì tỉ số AE trên AC cũng bằng cốt góc A. Lúc này chúng ta có được tỉ số AD trên AB bằng AE trên AC vì cùng bằng cốt góc A. Như vậy cô A thầy đã phân tích và hướng dẫn các em xong phần chứng minh việc trình bày bài giải, thầy không trình bày ở đây nữa. Chúng ta cùng tiếp tục sang câu B. Câu B: Trên đường cao BD CE lần lượt lấy các điểm M và L sao cho góc AMC bằng góc ALB bằng 90 độ. Thầy hướng dẫn các bạn cách vẽ điểm M. Các bạn để ý thấy ở đây góc AMC bằng 90 độ, tức là M sẽ thuộc vào đường tròn đường kính AC. Do vậy, các bạn chỉ cần vẽ đường tròn đường kính AC, cắt BD tại một điểm, thì ta gọi đó là điểm M. Ta có hình vẽ. Tương tự như vậy, thì các em vẽ đường tròn đường kính AB, cắt đường cao CE, tại điểm điểm đó chính là điểm N. Bây giờ đề bài yêu cầu chứng minh đoạn thẳng AM bằng AL. Các em thấy để chứng minh hai đoạn thẳng bằng nhau, chúng ta có rất nhiều phương pháp. Trong buổi học hôm nay, thầy gợi ý cho em một số phương pháp để chứng minh hai đoạn thẳng bằng nhau. phương pháp thứ nhất vận dụng tính chất của tam giác cân. Tức là muốn chứng minh đoạn thẳng AM bằng đoạn thẳng AL, chúng ta chỉ cần đi chứng minh tam giác AML cân tại A. Phương pháp thứ hai đó là hai cạnh tương ứng của hai tam giác bằng nhau. Tức là ở đây để chứng minh đoạn AM bằng đoạn AL thì ghép đoạn AM vào một tam giác ghép đoạn AL vào tam giác và ta đi chứng minh hai tam giác bằng nhau. Cách làm này thường hay dùng đối với lớp 7. Phương pháp thứ ba đó là dùng tính chất bắc cầu. Tức là chúng ta đi chứng minh AM và AL cùng bằng một đoạn thứ ba. Phương pháp thứ tư là chúng ta vận dụng các tính chất về cạnh, đường chéo của tứ giác đặc biệt. phương pháp thứ năm mà chúng ta hay sử dụng đó là chúng ta áp dụng định lý Talet tam giác đồng dạng và chúng ta lên nghĩ tới phương pháp năm khi giả thiết cho các dữ kiện về song song hoặc là góc bằng nhau phương pháp thứ sáu đó là sử dụng hệ thức giữa cạnh và đường cao trong tam giác vuông chúng ta lên nghĩ tới phương pháp số 6 khi giả thiết cho các tam giác vuông cho các đường cao. Như vậy các bạn thấy rằng để chứng minh hai đoạn thẳng bằng nhau, chúng ta có rất nhiều phương pháp. Ở đây thầy mới gợi ý đưa ra là 6 phương pháp. Việc lựa chọn phương pháp nào? Các em nghĩ là khó khăn phải không nhỉ? Theo thầy, để lựa chọn phương pháp nào thì các bạn cần quan tâm đến giả thiết bài trò. Chúng ta cùng quan tâm tới giả thiết ở câu B Đó là đề bài cho góc AMC bằng góc ALB bằng 90 độ Tức là trên hình vẽ chúng ta có rất nhiều các tam giác vuông Do vậy, ở đây thì ưu tiên đến chuyện sử dụng phương pháp số 6 để chứng minh đoạn thẳng AM bằng AL. Các bạn quan sát thấy, để chứng minh đoạn AM bằng AL thì ở đây đoạn AM thầy ghép vào tam giác vuông AMC vuông tại M. Có đường cao là MD. Như vậy lúc này thầy được AM bình chính bằng AD nhân AC. Còn đoạn AL thầy ghép vào tam giác ALB vuông tại L có LE là đường cao. Khi đó AL bình sẽ bằng AE nhân AB. Mà theo câu A chúng ta đã chứng minh được AD nhân AC bằng AE nhân AB. Từ đó chúng ta suy ra được AM bình bằng AL bình tức là AM bằng AL. Như vậy bài toán đã được chứng minh phải không các em? Bây giờ thầy và các em cùng trình bày bài giải chúng ta có bài giải tam giác AMC vuông tại M có MD là đường cao suy ra AM bình bằng AD nhân AC thì gọi là một tam giác ALB vuông tại L có LE là đường cao từ đây thì suy ra AL bình bằng AE nhân AB thì gọi là hai Theo chứng minh câu A Chúng ta có AD nhân AC bằng AE nhân AB Thì gọi là 3 Từ 1, 2, 3 Chúng ta suy ra được AM bình bằng AL bình Từ đó suy ra AM bằng AL Qua tập số 3 Các em thấy rằng Ở đây thầy đã khéo léo Sử dụng hệ thức liên hệ giữa cạnh Và đường cao trong tam giác vuông để cung cấp thêm cho các em một phương pháp để chứng minh hai đoạn thẳng bằng nhau. À, tiếp theo, chúng ta sang phần 3, bài tập tự luyện. Bài 1. Cho hình chữ nhật ABCD có cạnh AD bằng 6 cm, CD bằng 8 cm. Đường thẳng kẻ từ D vuông góc với AC tại E. Cắt cạnh AB tại F. Tính độ dài các đoạn thẳng DE AE, CE, Af, Bf. Bài 2. Cho hình vuông ABCD và điểm M thuộc cạnh BC. Kéo dài AM cắt tia DC tại L. Chứng minh 1 trên AD bình bằng 1 trên a bình cộng 1 trên a l bình bài học của chúng ta đến đây là kết thúc thầy hy vọng sau bài học hôm nay các em sẽ có thêm kiến thức và kinh nghiệm để vận dụng các hệ thức liên hệ giữa cạnh và đường cao trong tam giác vuông vào giải toán xin chào và hẹn gặp lại các em trong các tiết học sau